Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 46, Độc Cổ Chu. Mây trên trời, mây lên đỉnh nào, máu trong thủy tinh, máu thay đổi gì, dù coi nhẹ mạng sống cũng khó có công bằng. Đao ngự mai, đao xuất ngự mai, mang tấm thân bất tử, người thật sự không chết duyên phận lại tan biến dần từ ngày ấy. Gió mát trăng thanh, ánh sao lấp lánh, dù là bầu trời đêm nhưng vẫn mênh mông thoáng đãng ngẩng đầu nhìn thôi cũng khiến lòng người khoan khoái. Bóng đêm trên núi Hảo Vân ẩn hiện như tiên, trăng sao sáng rực trên đỉnh đầu, xung quanh là sương mù mờ mịt trôi bồng bềnh theo gió. Một người chậm chậm bước đi trong khung cảnh này, nhìn trời ngắm đất, giống như lướt trên mây, mang theo trong lòng chút tâm tình khác lạ. À, ừ. từng chẳng tiếng gào thét như sói chu truyền ra từ một gian nhà nằm trách về bên trái thiện phong đường một chút tiếng đụng cửa bình bịch vang lên không ngớt dường như bên trong đang nhốt một con quái vật vô cùng hung dữ đáng sợ lại nhìn xung quanh gian nhà kia cửa sổ cũng dùng dây thép chẳng kín vách tường chặn bằng rất nhiều đá tảng thậm chí ngay cả mái nhà cũng được bao phủ bằng lưới thép rộng bảy tám trường. phải bày ra trận thế cỡ này có thể thấy thứ. Bị nhốt trong gian nhà kia đáng sợ đến chừng nào. Một người ngồi dưới gốc cây liễu cách đó không xa. Trời đã vào cuối thu, liễu đang mùa rụng lá. Trong màn đêm từng cái bóng mảnh dài rơi rụng theo gió. Đậu vào mái tóc buông trên áo. Khung cảnh bình yên đến lạ thường. Người này mặc áo màu xám cho. Chân đi một đôi giày thiêu mây mới tinh. Mái tóc bạch kim. Nước da lại trắng ngần. Chính là đường lệ từ. Thứ giống như dã thú bị nhốt trong phòng kia đương nhiên là chỉ vân người trúng độc cổ chu và tinh quỷ cửu tâm hoàn đã bốn ngày trôi qua kể từ khi hắn thoát khỏi trà hoa lao hai chất độc trên người đồng loạt phát tác đau đớn không chịu nổi lại thêm đầu óc không còn tỉnh táo hệt như con hổ điên ban đầu thiệu diên bình muốn điểm huyệt hắn nhưng hắn lại mang kịch độc trong người độc của cổ chu và tinh quỷ cửu tâm hoàn đều không phải dạng tầm thường điểm huyệt lâu ngày chỉ e chất độc ứ đọc ở nơi nào đó trên cơ thể sẽ dẫn đến hậu quả khó lòng cứu vãn, nên sau nhiều lần cân nhắc vẫn chọn cách giải huyệt, chỉ dùng dây thừng trói chỉ vân lại. Nhưng phát độc chưa được bao lâu, chỉ vân đã rẫy ra khỏi dây thừng và đụng lung tung trong phòng. Thiệu Diên Bình sợ hắn đập vỡ tường nhà lao ra ngoài giết người, đành trăng lưới trên mái nhà, đóng đinh quấn thép quanh cửa sổ, lại chất thêm thật nhiều đá tảng xung quanh giống như chôn sống chỉ vân trong nhà. Dù trong lòng ai nấy không thôi, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Trong bốn ngày này, không một ai dám đến gần gian nhà này. Dù người ta có đưa thức ăn vào trong từ một lỗ hồng trên cửa sổ, nhưng không ai biết rốt cuộc hắn đã ăn hay chưa, nếu chưa ăn thì cho dù thân thể làm bằng sắt cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Bên ngoài, ánh trăng nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống đường lệ từ, hết sức yên bình tĩnh mịt. Đường công tử, thiệu tiên sinh có lời mời đường công tử đến sảnh trước uống trà. Nữ tỷ tử vân đang chậm chậm bước vào từ phía bên kia đình viện, chân mày hơi nhíu lại. Từ mấy hôm trước khi đường lệ từ tự dưng bất tỉnh, nàng nhìn vị công tử này lại cảm thấy không yên tâm. Đường lệ từ ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười dịu dàng. Làm phiền tử vân cô nương trả lời thiệu tiên sinh, bây giờ ta không muốn uống trà. Gò má tử vân ửng đỏ đường công tử đừng khách khí với tôi, gọi tôi là tử vân được rồi, có việc gì xin cứ sai bảo. Vậy, mang một bát cháo ấm đến đây, bên trong bỏ chút hành lá và thịt băm. Đôi mắt đường lệ từ vẫn nhìn đăm đăm vào gian nhà kia. Sau đó nhờ thiệu tiên sinh truyền lệnh, từ tối nay đến nửa đêm mai, không cho bất cứ ai bước vào căn viện này. Tử vân ngạc nhiên hỏi lại. Một bát cháo, từ tối nay đến nửa đêm mai, đường công tử chỉ ăn một bát cháo thôi sao? Như vậy sao mà được? Đường lệ từ mỉm cười, đổi chủ đề. Ta nghĩ ách giải độc rồi, tử vân cô nương chỉ cần chuyển lời cho thiệu tiên sinh là được, đừng để người khác quấy giày ta giải độc. Tử vân mừng rỡ. Đường công tử nghĩ ra cách giải độc rồi, vậy thì quá tốt, chỉ đại hiệp được cứu rồi, vậy tôi đi chuyển lời. Nàng xoay người rào bước chạy về phía thư phòng thiệu diên bình. À, à, à tiếng gào to khàn đục cùng với tiếng đụng cửa đụng tường vẫn vang lên thảm thiết trong nhà từ mấy ngày trước đến tận bây giờ hình như vẫn không ngừng lại một chút nào nếu bên trong là người thì bây giờ trông hắn ra sao nếu là thú vật thì đã biến thành dáng vẻ nào đường lệ từ đứng dậy chậm chậm đi đến trước gian nhà đưa tay vuốt nhẹ lên những khe nứt do bị đụng trên tường khung cửa sổ đã bị phá hủy hoàn toàn bên dưới lớp thép buộc hà y hạ giọng cười một tiếng vô duyên vô cớ âm thanh kia chẳng hiểu vì sao lại mang theo cảm giác chế nhạo lạnh lùng. Y vừa cười xong, gian phòng rơi vào yên tĩnh trong giây lát, dường như người trong phòng đã nghe được tiếng cười của Y. Đường lệ từ xoay lưng dựa tranh trách vào tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Người cảm thấy rất đau khổ đúng không? Y hạ giọng nói. Nếu người sống đến 80 tuổi, sẽ hiểu thật ra nỗi đau người chịu ngày hôm nay vĩnh viễn chẳng bằng ngày mai. Sẽ hiểu chuyện có thể khiến người tự sát hôm nay, kỳ thực chẳng thấm vào đâu. Y nhìn bầu trời sao, từ tốn hỏi. Người có nghe thấy ta nói gì không? gian phòng yên tĩnh trong giây lát, bỗng một tiếng thét điên cuồng lại vang lên. Người trong phòng dốc sức lao thẳng vào vách tường nơi đường lệ từ đang dựa lưng, tiếng bịch bịch vang lên không ngừng. Dù trong phòng nhốt một con hổ thì nó cũng đã đâm vào tường chảy máu vỡ đầu từ lâu rồi. Đường lệ từ vẫn không hề nhúc nhích, cứ dựa lưng như thế, dõi mắt nhìn về phương xa. Đường công tử, cháu đến rồi đây. Tử vân bưng một bát cháo vội vàng quay lại. Thiều tiên sinh nói, nếu đường công tử đã căn dặn thì trong vòng 12 canh giờ, ngày ấy tuyệt đối không cho ai đi vào khu nhà này một bước, đường công tử cứ yên tâm. Đường lệ từ gật đầu nhận lấy bát cháo kia, tử vân nhẹ nhàng cúi chào rồi rảo bước rời đi. À, trong phòng lại truyền ra một tiếng hét thê lương, lại thêm một tiếng. Bịch, rất lớn, một góc tường vỡ vụn. Cát bụi bay mịt mù, trên tường vỡ ra một lỗ hồng to bằng đầu người. Đường Lệ từ xoay người lại, thấy trong lỗ hồng lộ ra một khúc bàn gỗ, hóa ra chỉ Vân ném bàn gỗ để phá vỡ tường gạch. Gỗ mềm mà nhẹ lại đủ sức phá vỡ tường gạch, có thể thấy khi Chỉ Vân nổi điên sẽ có sức mạnh phi thường. Đường Lệ từ đặt bát cháo kia xuống tảng đá y vừa ngồi ban nãy, quay lại trước cửa nhà lần nữa, chỉ nghe tiếng nổ đùng đùng chấn động vách tường bị phá một lỗ kia ầm ầm sụp xuống. Một người với dáng vẻ thê lương đáng sợ như quỷ run rẩy đứng sau mảng tường vỡ, tóc tai bù xù, toàn thân bê bết máu, toát ra một mùi kỳ lạ gai mũi. Người hắn chẳng chịt vết thương, một nửa do đụng vào tường và nền nhà, một nửa là tự mình cào ra. Tinh quỷ cửu tâm hoàn phát độc khiến cho ban đỏ mọc kín người hắn, vừa đau vừa ngứa không chịu nổi. Chỉ vân đã không còn tỉnh táo, giống như một con thú hoang hiển nhiên đã cào cấu đến thương tích đầy người đường lệ từ nhìn hắn đăm đăm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dịu dàng đói không chỉ vân ngửi thấy mùi cháo bỗng gào lên một tiếng hai mắt âm trầm trợn trừng nhìn đường lệ từ rồi hắn ngồi xổm xuống chân tay chạm đất lấy đà nhảy lên giống như thú hoang lao về phía tảng đá lớn đang đặt bát cháo tay phải đường lệ từ chộp ra sau lưng hắn thân thể chỉ vân bỗng ép xuống thấp hơn, lướt qua như một con sóc bay, cái chộp của đường lệ từ rơi vào khoảng không. Y lại huyết cùi trỏ nhằm vào giữa lưng chỉ vân, chỉ vân ngã bịch xuống đất lăn vài vòng, xoay người nhảy lên, ánh mắt oán độc hung dữ trợn lên nhìn đường lệ từ. Đường lệ từ giơ tay lên, ngón tay trăng nõn nắm một vật, ánh mắt chỉ vân liền biến đổi, cổ họng phát ra những tiếng e e quái gì vật mà đường lệ từ cầm trong tay chính là bình màu xám đựng tinh quỷ cửu tâm hoàn. Chợt nghe tiếng gió vút qua tai, ngón tay lấm lem của chỉ vân đã lao đến cận kề. Đường lệ từ khẽ búng tay, bình thuốc màu xám kia bay vèo lên trời. Chỉ vân vừa ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt đường lệ từ đã lao vào, ngón tay điểm liên tục phong bế và huyệt đạo trước ngực hắn, sau đó giang tay ra, chỉ vân liền ngã gục lên cánh tay đường lệ từ. Kế đó là một tiếng. Choang. Giòn giã, cái bình rỗng màu xám kia rơi từ trên cao xuống đất, vỡ nát tan tành. Dẫu là chỉ vân đang nổi điên, muốn đấu với đường lệ từ vẫn còn thua rất xa. Cho dù đầu óc chỉ vân đã không còn tỉnh táo, thì đường lệ từ vẫn nắm rõ hắn như lòng bàn tay. Một mùi lạ sộc vào mũi, đường lệ từ cầm tay áo lau lau lên mặt chỉ vân. Gương mặt hắn dần dần lộ ra, dâu ria mọc lởm chởm, máu bắn lốm đốm, Dùng mạo vốn anh Tuấn phóng khoáng giờ đây lại trở nên xấu xí đến đáng sợ, khiến người ta thấy mà kinh hãi lẫn với xót xa. Đường lệ từ dùng tay áo lau sạch mặt hắn, chỉ vân hung hăng há mồm định cắn, nhưng vừa há ra thì ngón tay đường lệ từ đã đảo qua, nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Chỉ vân bỗng ngẩn ngơ, viên thuốc kia mùi vị cay nồng, ẩn chứa hương thơm kỳ lạ, chính là tinh quỷ cửu tâm hoàn. Sau khi nuốt thuốc vào bụng, chẳng bao lâu sau, chỉ Vân đã không còn cáu kỉnh, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng, đường lệ từ giải huyệt đạo cho hắn, đỡ hắn ngồi xuống bên cạnh tảng đá dưới gốc cây liễu, bưng bát cháo thịt kia lên khẽ mỉm cười. Há miệng ra, chỉ Vân ngơ ngác nhìn y cứ như nhìn một đám sương mù, một lúc lâu sau lại há miệng ra thật. Đường lệ từ bón một thìa cháo thịt vào miệng hắn, hắn nuốt xuống ngay. Một lúc sau ăn hết bát cháo, tinh thần chỉ Vân đã hồi phục lại chút ít hắn há miệng dường như muốn nói mà không thốt nên lời đường lệ từ vươn món tay ra vuốt ngang môi hắn lau cháo còn sót lại bên miệng nhắm mắt lại đừng nghĩ gì cả cứ ngủ một giấc thật ngon đá chỉ vân lúc này cực kỳ nghe lời nhắm mắt lại ngả đầu xuống ngủ ngay không để ý sau lưng chỉ là một tảng đá đường lệ từ nhìn hắn lắc đầu chỉ vân chỉ là một đứa trẻ dù võ công cao đến đâu giết bao nhiêu người vẫn cứ là một đứa trẻ Ngồi một lúc lâu, gió đêm dần trở lạnh, sương mù bao phủ lại càng thêm bốt giá. Đường lệ từ thò tay vào ngực lấy một ly rượu thủy tinh ra soi dưới ánh trăng, ly rượu trong suốt óng ánh, thân ly hình quả lê khá dài, tựa như một dòng nước trong vắt, tỏa ra một thứ khí chất thần bí mê người. Ly rượu thủy tinh này được gọi là thủy tinh bôi, nghe đồn trên thế gian vốn có bảy chiếc, vạn khiếu trai cất giữ một đôi, mà đây là một trong số đó đường lệ từ vén tay áo lên rơi ngón tay rạch qua cổ tay trái mạch máu trên cổ tay trái rách ra máu tươi chảy ồ ạt chẳng mấy mà đầy ly y dùng một mảnh lụa màu trắng băng bó vết thương rồi đặt ly máu tươi kia dưới đất bản thân cũng ngồi xuống tựa lưng vào tảng đá lớn bên kia tảng đá chỉ vân đang ngủ say sưa hơi thở đều đều mà phía bên này đường lệ từ ngồi dựa lưng vào tảng đá nhìn bụi đất đá vụn tan tác khắp nơi một lúc sau đưa mắt nhìn sang ly thủy tinh đong đầy máu tươi, lại chờ thêm một lúc nữa mới khẽ thở dài. Y rất ít khi thật lòng than thở, dẫu sao chuyện có thể khiến Y bùi ngùi cảm thán cũng chẳng nhiều. Y đã trải qua biết bao chuyện bi ai đau lòng, rắc rối phức tạp trên cõi đời này. Trung am toán biến thành cổ nhân, giết người vô số, đối với đường lệ từ thì chẳng thấm vào đâu, nhưng với chỉ vân có lẽ sẽ là cú sốc hắn không sao chịu nổi muốn hắn tỉnh lại thật sao? Tỉnh táo, nhất là tỉnh táo hoàn toàn, dù sao cũng một trong những chuyện tàn khốc nhất trên đời này. Gió đêm khẽ phất qua, sương mù lan tỏa, bên ngoài ly thủy tinh đong đầy máu tươi kia mơ hồ đọng lại một tầng sương trắng. Sương mù thổi qua, sương trắng tản đi, sương mù lại thổi qua, sương trắng lại hiện. Giống như máu nóng trong ly kia đang rằng co với cái lạnh của gió thu giống như cho dù nó đã rời khỏi thân thể vẫn không chịu nguội lạnh hơn nửa canh giờ trôi qua xương trắng bên ngoài ly cuối cùng cũng ngưng lại máu tươi trong ly dần dần chia làm ba tầng càng lên cao màu sắc càng nhạt đường lệ từ nhắc cái ly lên chỉ thấy xương trắng đọng ngoài ly từ từ dày lên đường lệ từ thi triển kinh lực âm nhu khiến cho nhiệt độ ly máu tươi kia hạ xuống thấp hơn nữa màu máu dần chuyển nâu tầng máu đậm đặc dưới đáy ly dần dần đông lại mà tầng trên cùng lại ngày càng trong. Đến khi tầng máu dưới đáy hoàn toàn đông thành khối, đường lệ từ lấy ra một cái ly thủy tinh khác, rót chất lỏng trong suốt trên cùng vào ly, cổ tay đông đưa vừa nhanh vừa đều. Máu của y, vì lý do đặc biệt nên có kháng thể với hầu hết chất độc trên đời. Cho nên nếu tách huyết thanh ra, truyền huyết thanh miễn dịch này cho chỉ vân thì có lẽ sẽ giải được độc cổ chu. Cổ chu có nhiều loại, núi Hảo Vân lại không có danh y thánh thủ thực sự hiểu rõ cổ độc này, so với ngồi im chờ chết thì dùng huyết thanh miễn dịch là phương pháp tương đối thỏa đáng. Chẳng qua ở thời đại này thiếu vật chứa và công cụ để điều chế huyết thanh, những thiếu tố này đành dùng sức người thay thế, chẳng ai biết được huyết thanh có điều chế thành công hay không. Tất cả đành trông chờ vào vận may của chỉ vân, mà rốt cuộc chữa cho hắn chết là may mắn, hay cứu cho hắn sống mới là may mắn thì chính bản thân chỉ vân cũng khó trả lời được. Sau một nén hương, đường lệ từ lấy ra một cái túi da nhỏ, rót một phần chất lỏng trong vắt trong ly thủy tinh vào túi, sau đó y kéo tay trái chỉ vân, tiểu đào hồng lướt qua, rạch một vết tuy không lớn nhưng khá sâu ở mặt trong cánh tay, máu tươi lập tức tuôn trào. Chỉ vân bị đau, giật mình tỉnh giấc, đường lệ từ nâng tay trái hắn lên, rốt túi dưới chất lỏng trong veo vào miệng vết thương của hắn, ngay sau đó đưa năm ngón tay ra ấn chặt vết thương lại, một luồng chân lực đè mạnh khiến máu trong vết thương không chảy ra ngoài. Chỉ vân chỉ cảm thấy vết thương trên tay trái đau nhức, cảm giác lạnh buốt đau nhói dâng lên theo máu. Chân lực đường lệ từ ngấm vào qua cánh tay, thúc đẩy luồng chất lỏng lạnh lẽo kia chảy khắp toàn thân hắn. Chỉ vân hét to, toàn thân run rẩy. một lát sau hắn nắm chặt tay phải đường lệ từ rồi ngất đi. Bóng đêm sâu thẳm, Trăng sáng chậm chậm lẩn vào trong mây đình viện chìm trong bóng tối đường lệ từ đưa tay cởi áo khoác màu cho mặc bên ngoài gỡ năm ngón tay chỉ vân đang tóm chặt lấy tay mình ra y ngồi xuống đất ngẩng đầu nhìn mây đen bao phủ bầu trời đêm chẳng bao lâu sau nền đất dâng lên một luồng hơi nóng ran mây đen trên đầu cũng dày hơn từng hạt mưa lớn rơi xuống đất nháy mắt đã mưa rào rào như thác đổ núi hảo vân chìm trong hơi nước trời thường xuyên đổ mưa, nhất là vào mùa này, trời vừa quang đãng và một lát sau đã sấm chớp rền vang, mọi người cũng quen rồi nên không còn ngạc nhiên nữa. Mưa trắng xối xả chốt xuống nối liền bầu trời và mặt đất, cây cối xung quanh run rẩy trong mưa, hoa cỏ đổ dạp xuống. Gạch đá ở một góc gian nhà vừa mới sụp xuống lại bắt đầu trượt ra, nước mưa ngập tràn chảy thành bùn nhão, bên tai chỉ nghe tiếng mưa rơi chịu nặng. Đường lệ từ không tránh mưa, chỉ vân cũng phơi ra dưới mưa như y. Mưa như thác đổ giữa sấm chớp lập lòe, hai người một nằm một ngồi, mặc cho mưa táp khắp người, áo quần ướt sũng, dán vào da thịt mơ hồ để lộ những đường cong, giống như hai pho tượng bồ tát khắc bằng đá đúc bằng sắt. Cơn mưa dường như kéo dài đằng đẵng, trời đã dần hưởng sáng. Chỉ vân nằm trên tảng đá, ngón tay khẽ cửa quậy, Do dầm mưa cả đêm nên những vết bẩn trên người đều đã được rửa trôi quá nửa, vết ban đỏ trên da do phát độc cũng tan đi hết, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt vì lạnh. Đường lệ từ ngồi dựa vào tảng đá, tay áo rủ xuống đất, ánh nắng dần dần chiếu đến tay áo ướt đẫm của y. So với gương mặt trắng tái của chỉ vân thì sắc mặt y vẫn còn đẹp, được ánh nắng sưởi ấm dường như đã hồng hào trở lại. Y đưa mắt nhìn sang chỉ vân, khóe môi hơi cong lên, không thể nói rõ đây là biểu cảm gì. Còn chưa chịu dậy à? Chỉ Vân run rẩy toàn thân, năm ngón tay mở ra, dường như muốn nắm lấy thứ gì. Hắn quay đầu lại, chậm chậm mở mắt ra, tay phải đưa lên che mặt. Ta, tại sao ta lại ở đây? Đường lệ từ nhìn hắn khẽ mỉm cười. Đương nhiên ngươi được ta cứu về rồi. Lão tử, lão tử đã làm gì? Chỉ Vân ngồi dậy. Đau của lão tử đâu? Đường lệ từ không đáp, một lúc lâu sau mới hỏi. Bây giờ ngươi nhớ được chuyện gì, không nhớ chuyện gì? Chỉ vân cau mày ho khan mấy tiếng, lắc đầu. Khổ, lão tử nhớ mình nhảy xuống cái nhà lao đáng chết gì đấy. Má nó chứ, vừa ra khỏi núi Hảo Vân đã bị chúng nó truy sát dọc đường, tên nào cũng võ công cao cường như quái vật, hơn nữa còn bịt mặt. Lão tử không địch nổi, nhảy xuống cái hoa lao gì gì đó. Đường lệ từ nhíu mày. Chuyện sau đó ngươi không nhớ nữa à? Chỉ Vân mờ mịt nhìn y. Người cứu lão tử ra bằng cách nào? Cái hố trên đỉnh núi kia sâu không thấy đáy, người đập vỡ cả đỉnh núi à? Ta nói từ lâu rồi, ta thần cơ diệu toán, võ công đệ nhất thiên hạ. Giọng đường lệ từ rất nhẹ, không nghe ra rốt cuộc là đùa hay thật. Muốn cứu người thì có khó gì? Chỉ Vân thở dài thường thượt. Sau khi lão tử nhảy xuống trà hoa lao thì thế nào? Đường lệ từ nhìn hắn thêm một lần nữa, ánh mắt thay đổi khó lường có một tích tắc trong ánh mắt ấy toát ra một tia lạnh lẽo khó tả sau khi ngươi nhảy xuống trà hoa lao thì thế nào chính ngươi còn không biết làm sao ta biết được chỉ vân ngẩn ngơ ôm đầu khổ sở suy nghĩ nhưng đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ bóng tối trong chớp mắt nhảy xuống trà hoa lao trong đầu hắn dường như có trăm nghìn bóng người lắc lư ẩn hiện nhưng không tìm được manh mối dường như phía trước trăm nghìn bóng người kia có một cái gông xiềng, khiến hắn không nắm bắt được màu vụn nào trong đó, càng nghĩ càng mờ mịt, càng nghĩ càng bất an. Ta, sau khi ngươi nhảy xuống trà hoa lao thì đập đầu xuống đất, sưng u một cục rồi ngất xỉu luôn. Mãi đến khi ta cứu ngươi ra cũng không gặp chuyện gì cả. Đường lệ từ lạnh lùng nói. Cho nên không cần nghĩ nữa, không có chuyện gì đâu. Chỉ vân nhíu mày. Thật, thật đấy à. Đường Lệ từ cong môi cười khẽ, cười mà chẳng hề có ý cười, từ khóe mắt đến chân mày đều toát ra vẻ lạnh lẽo như băng. "Thật?" Chỉ Vân ra sức lắc đầu, hoang mang hỏi. "Ta ngã nặng đến thế cơ à?" Đường Lệ từ nhìn hắn rất lâu, ánh mắt lạnh lẽo cùng cực dần dần dịu đi, một lúc sau y đáp. "Ừ, hắn thật sự ngã ngất xỉu à?" Chỉ Vân nghe lời giải thích của Đường Lệ từ, trong lòng vẫn bất an khó tả hắn đột ngột quay đầu, đập vào mắt là gian nhà nghiêng ngả vỡ nát, trong lòng kinh hoàng. Cái này, là ta phá đấy. Đường lệ từ chậm rãi đứng lên, đỡ chỉ vân đứng dậy khỏi tảng đá. Nếu đã tỉnh rồi thì đi thôi. Yếu huyệt sau cổ chỉ vân rơi vào tay đường lệ từ, chưa kịp đề phòng đã bị y nhấc lên, vừa bất ngờ vừa sợ hãi, há to miệng. À. Hắn đang định nói thì đường lệ từ đã nhấc người lao nhanh về đằng trước, gió lạnh thốc vào miệng, hắn tạm thời không nói được gì nữa có rất nhiều chuyện không ăn khớp với nhau hắn không nhớ nổi chuyện xảy ra sau khi nhảy xuống trà hoa lao nỗi bất an trong lòng hắn ngày một lớn nhưng lại không muốn nghĩ kỹ đầu óc hỗn loạn rồi lại trống không trong chốc lát đường lệ từ đã kêu hắn vào một xương phòng khác trong phòng vốn có một người thấy hai người xông vào như vậy thì hoảng hốt đường công tử thiều tiên sinh Đường lệ từ bước vào phòng thiệu diên bình, sắc mặt lập tức hòa nhã, khẽ mỉm cười. Chỉ vân tỉnh rồi, xin hãy sai người mang nước nóng đến cho hắn tắm rửa. Thiệu diên bình vừa thức dậy, trong lòng cười khổ, vị công tử này bản thân không mù cũng từ người khác không mù giống mình hay sao, may mà hắn có thói quen dậy sớm. Thấy chỉ vân đầu óc tỉnh táo, hắn mừng rỡ hỏi. Hắn ổn rồi sao? Đường lệ từ khẽ nhau mắt lại. Tính từ khi hắn ngã đến ngất xỉu thì bây giờ coi như tỉnh táo rồi. Thiệu Diên Bình ngẩn ra, nhưng đầu óc hắn linh hoạt, nghe một hiểu mười, lập tức cười ha ha. Chỉ đại hiệp ngất lâu quá, cuối cùng cũng bình an vô sự, thật đáng mừng. Ở đây đợi ta một lát, ta bảo người mang nước nóng đến ngay. Chỉ vân khẽ nhớn mày, những lời này của Thiệu Diên Bình chẳng đâu vào đâu, nhưng hắn vừa tỉnh lại một thời gian ngắn, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn nên nhất thời cũng không nói được gì. Một lát sau, đầy tớ mang nước nóng vào, chỉ vân bắt đầu tắm. Hơi nóng bốc lên, mọi thứ chìm vào mơ hồ, nước nóng bao trùm da thịt, toàn thân đau nhói, chẳng biết từ bao giờ vết thương đã giải khắp người. Hắn xì một tiếng, rồi một gáo nước nóng lên đầu. Hồ ly tóc trắng với thiệu diên bình đều không phải loại đàng hoàng gì cho cam, nói chuyện lấp lửng lại chẳng bao giờ nói thật, một ngày nào đó lão tử sẽ nhớ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài, Thiệu Diên Bình và Đường Lệ từ đi được chừng 10 trưởng thì sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ vân hắn. Đường Lệ từ hạ giọng đáp. Hắn quên rồi. Thiệu Diên Bình thất thanh hỏi. Quên, hắn quên mình chúng tinh quỷ cửu tâm hoàn và độc cổ chu, bị luyện thành cổ nhân, quên mình giết hàng trăm người trong trà hoa lao, thậm chí còn quên hắn muốn giết ngươi. Đường lệ từ quay lưng về phía thiệu diên bình. Không sai, từ đáy lòng hắn không muốn thừa nhận chuyện đã xảy ra, cho nên ép bản thân quên đi. Quên rồi sao? Thiệu diên bình cười khổ. Quên cũng tốt, chỉ đại hiệp anh hùng hiệp nghĩa, nếu bị tinh quỷ cửu tâm hoàn và độc cổ chu hủy hoại thì đúng là ông trời bất nhân, quên cũng là chuyện tốt. Đường lệ từ chậm chậm xoay người. Hắn không quên hẳn, chẳng qua không muốn thừa nhận thôi mà dù quên hay không muốn thừa nhận thì chuyện đã xảy ra vẫn không vì thế mà thay đổi y thản nhiên nói con người ta phải học cách chấp nhận chứ không phải trốn tránh nụ cười trên mặt thiệu diên bình vụt tắt hắn thở dài nhưng đâu phải ai cũng tỉnh táo như vậy ngay từ đầu trốn tránh là bản năng mà chỉ cần trốn tránh một lần thì sẽ rất khó đứng dậy mà muốn tôn trọng bản thân còn khó hơn đường lệ từ bình thản nói trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào hắn làm ta rất thất vọng. Nụ cười của Thiệu Diên Bình càng gượng gạo hơn. Chỉ đại hiệp gặp đại nạn, không chết đã là kỳ tích. Huống hồ hắn còn trẻ, đường công tử bắt hắn vừa tỉnh lại đã phải tiếp nhận hết những chuyện đã xảy ra thì hơi khó khăn rồi. Đường lệ từ thong thả nói. Không làm được à, không làm được thì chính là trẻ con, chính là hèn nhát. Thiệu Diên Bình hoảng sợ nhìn đường lệ từ, trong mắt đường lệ từ không hề có ý cười nhưng gương mặt vẫn mỉm cười như cũ nụ cười này khiến cõi lòng thiệu diên bình càng thêm nguội lạnh y tự đặt ra yêu cầu cao với bản thân thì cũng thôi nhưng nếu y dùng ánh mắt quá hà khắc cực đoan này để đánh giá người khác thì có bao nhiêu người đạt yêu cầu của y trên đời liệu có mấy người lọt vào mắt y người đang nghĩ gì đường lệ từ bất ngờ nhìn hắn chằm chằm thiệu diên bình cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh cười gượng ta đang nghĩ ha 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 trời sáng rồi đường lệ từ nhìn hắn một lúc rồi quay đi cũng cười nhạt đúng vậy trời sáng rồi thiệu diên bình thở dài một hơi càng đến gần vị công tử này càng hiểu vị công tử này hắn lại càng sợ y trên người vị công tử này phảng phất nét lạnh lùng khó tả là cái lạnh cô độc cái lạnh toát ra từ tận đáy lòng tựa như người đứng càng cao thì gió càng lạnh nhìn xuống trần gian chỉ thấy một cõi mênh mông mờ mịt bởi vì quá cao, khoảng cách quá xa, lại quá kiêu ngạo, nên thành ra không tin tưởng người khác. Hắn đã gặp vô số cảnh đời, kiếm khách cao ngạo tự phụ đến đâu cũng đã gặp rồi, nhưng không ai có cái lạnh như trên người đường lệ tư. Bình thường người ta không cảm nhận được rõ ràng, nhưng vào lúc này lại thấu suốt tận xương tùy. Tựa như y đứng quá xa thế gian này, mà con người cảnh vật trên thế gian này lại không thể thỏa mãn mong muốn của y đây là một loại hiu quạnh trống rỗng một loại tịch mịch không thể thoát ra cũng là một loại tỉnh táo đến gần như tuyệt vọng cho nên rất lạnh lẽo một người quá lạnh nghe nói đại sư phổ châu đã quay về thiếu lâm rồi đường lệ từ đứng yên một lát rồi xoay người lại khẽ mỉm cười sắc ma đã dịu đi thiệu diên bình gật đầu tính toán theo lộ trình thì sắp về đến nơi rồi đường lệ từ gật đầu mấy ngày tiếp theo cũng là mấy ngày mấu chốt với thế cục võ lâm. Thiệu Diên Bình nhảy thoát trong lòng. Đại hội phương trường của thiếu lâm tự, kiếm hội có lẽ phải phái người tham gia. Ánh mắt đường lệ từ khẽ xoay chuyển. Thiệu tiên sinh có thể thay mặt kiếm hội đi trước quan sát học hỏi, bày tỏ lòng tôn kính của kiếm hội trung nguyên dành cho thiếu lâm tự. Thiệu Diên Bình hớn hở. Ta cũng có ý này, ta đưa 10 đệ tử kiếm hội đến đó dự hội, thiện phong đường có đường công tử nên ta cực kỳ yên tâm. Đường lệ từ hoa nhã đáp, thiệu tiên sinh cứ đi, ở đây có ta rồi. Trong kiếm hội còn có thành đại hiệp và đào cô nương, đồng trưởng lão cũng đang trở về từ Lạc Dương. Còn lại 66 đệ tử, hết thảy đều nghe lệnh ngươi. Thiệu Diên Bình chỉ chờ câu này của y, kiếm hội trung nguyên giờ như củ khoai lang nóng bỏng tay, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng ném cho đường lệ từ ngày mai ta chuẩn bị đi thiếu lâm tự độc thương của chị đại hiệp yên tâm bây giờ hắn không nhớ ra nhưng một ngày nào đó cũng phải nhớ thôi đường lệ từ chậm rãi nói còn tên áo đen lượn lờ ở thiện phong đường kia nữa ta đảm bảo hắn sẽ không xuất hiện ở thiếu lâm tự cũng tuyệt đối không dám tập kích ngươi lần nữa y nói rất nhẹ nhàng nhưng thiệu diên bình lại giật mình hoảng sợ ngươi ngươi biết tên áo đen bịt mặt kia là ai sao đường lệ từ khẽ mỉm cười ta biết. Thiệu Diên Bình trợn mắt. Là ai? Đường lệ từ khẽ đào mắt, ánh mắt sâu hun hút. Chuyện này, trước khi chọn ra phương trượng thiếu lâm tự thì tốt nhất chưa nói. Nếu Thiệu Tiên Sinh tin tưởng ta thì cứ đi đi. Ta đương nhiên phải tin ngươi rồi. Thiệu Diên Bình cười cười xấu hổ. Nói tin thì đương nhiên là tin đường lệ tư rồi. Chỉ có điều không phải kiểu dốc hết lòng hết dạ ra mà tin tưởng. Nói đây là cảm giác kính sợ khâm phục thì đúng hơn nếu đường lệ từ là một tướng quân, thì thiệu diên bình nhà hắn chắn chắn sẽ không vì vị tướng quân này mà đi vào chỗ chết, nhưng nếu thành ôn bảo là tướng quân thì chưa biết chừng tình hình lại khác. Đường lệ từ đi được vài bước, chợt mỉm cười hỏi. Người sợ ta lắm à? Trần trừ dây lát, thiệu diên bình thản nhiên đáp. Sợ vô cùng. Đường lệ từ thong thả bước đi, bóng lưng lỗi lạc tiêu sái. Ai biết sợ ta đều là người thông minh. Thiệu Diên Bình cười cười, những lời này lọt vào tai, đọng lại tư vị khó lòng nói rõ. Hắn gượng cười một tiếng rồi trở về phòng xem Trì Vân thế nào, lại chọn thêm mấy người, chuẩn bị hành trang đi đến Thiếu Lâm Tự. Thu về nhuộm màu lên cảnh sắc, hơi lạnh ngấm vào những đám mây mù quẩn quanh núi Hảo Vân, hơi ẩm chịu nặng khiến cái lạnh càng thêm buốt giá. Liễu rủ gặp xương, tóc xanh bạc dần, Cả khu vườn xanh tươi um tùm đã biến thành một giải tiêu điều. Trong mái đình trúc dựng giữa vườn, một người áo đào như tranh vẽ, ôm trong lòng một chiếc áo bông dày màu tím nhạt, đang đứng dựa trong đình. Dù ngắm từ xa hay lại gần nhìn, đều thấy nàng là giai nhân như ngọc, muôn màu muôn vẻ. Nàng đương nhiên là Tây Phương Đào. Nàng đang đợi một người. Sương mù dày đặc, đọng trên mọn cây rơi xuống tí tách như mưa. Có người áo xám dày vải che dù đi tới trong hơi nước mờ ảo, tựa như bức tranh mưa bụi trốn giang nam. Đào cô nương, người vừa đến thu ô lại, sắc mặt tươi cười ôn nhã, phong thái an nhiên. Chờ lâu rồi phải không? Tây Phương đào mỉm cười yêu kiều, ôn nhu xinh đẹp vô hạn. Chờ Đường công tử thì dù có phải chờ bao lâu ta cũng không thấy phiền. Nàng xoay người lại nhìn Đường Lệ từ áo xám tóc bạch kim. Đường công tử thần thông quảng đại, vượt ngoài dự tính của ta đấy." Nàng khẽ thở dài. "Ta cứ ngỡ bên ngoài trà hoa lao có chừng ấy cao thủ, cộng thêm chỉ vân chúng cổ trong trà hoa lao hẳn đã đủ để lấy mạng đường công tử, vậy mà ngươi lại không mất một cọng tóc. Ngươi thất vọng lắm à?" "Không." Tây Phương đào dịu dàng nói. "Ta vui lắm, đời người hiếm gặp được một đối thủ ra sức muốn thắng." Nàng đưa tay lên mân mê lọn tóc. "Mấy ngày nay ta có rất nhiều cơ hội để giết chỉ vân, nhất là trong đêm ngươi hôn mê." nhưng ta không ra tay, người có cảm thấy bất ngờ không? Tình trạng của Trì Vân bây giờ chỉ có lợi chứ không có hại với ngươi, ta không lo ngươi sẽ giết hắn. Đường lệ từ ngồi xuống đỉnh, bóng người phiêu giật, đôi mắt hơi cụp xuống, khóe môi không cong lên, nhưng hàng mi đang rủ xuống kia lại thấp thoáng ý cười. Người ngươi muốn giết, ngay từ đầu đã không phải Trì Vân. À, Tây Phương đào cười mà như không cười, phất tay áo. Vậy người ta muốn giết là ai đây? người mà đào cô nương muốn giết chưa bao giờ thay đổi, không giết thiệu Diên Bình thì ngươi không có cơ hội thò chân vào kiếm hội Trung Nguyên, đúng chưa? Đôi mắt đường lệ từ gợn sóng, nhìn Tây Phương Đào dường như mang theo ẩn tình. Đáng tiếc là ngươi chưa tìm được cơ hội. Có đường công tử ở đây, dù gặp cơ hội thì ta cũng không dám ra tay. Tây Phương Đào mỉm cười duyên dáng. Nhưng ngươi lại để cho hắn ra ngoài, đi đến thiếu lâm tự, không sợ ta bày mai phục trên đường âm thầm giết hắn à đường lệ từ ngà người tựa vào lan can đình trúc, tay trống lên má, phóng mắt nhìn làn hơi nước mờ mịt phía xa, cười nhạt. Giết thiệu Diên Bình là một chuyện, ta đoán mấy hôm nay ngươi còn chưa đồng thủ, ngoại trừ chưa tìm được cơ hội và nghi ngờ ta đang cố ý bày nghi binh ra, thì còn vì ngươi nảy ra một ý tưởng hay khác. Y chậm chậm quay đầu, đôi mắt nhìn người ta đẹp đẽ mà sâu thăm thẳm. Ngươi định giết thiệu Diên Bình giá hỏa cho ta, một tên chúng hai đích thì mọi chuyện sẽ cực kỳ thuận lợi. Trong mắt Tây Phương Đào lướt qua một tia kinh ngạc, đôi môi anh Đào khẽ cong lên. Đôi khi, ngươi khiến cho người ta hoài nghi ngươi là người hay là quỷ. Đường lệ từ mỉm cười dịu dàng nói. Hôm nay ta hẹn Đào cô nương tới đây, là muốn nhắc nhở cô nương một chuyện. Đôi mắt Tây Phương Đào gợn sóng lăn tăn. Chuyện gì? Đường lệ từ đáp. Nếu ngươi giết thiệu Diên Bình, lại không thể giá họa cho ta, đó chính là đòn bẩy giúp ta làm chủ kiếm hội Trung Nguyên. Y nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhanh chóng hóa thành một làn khói trắng giữa tiết trời lạnh lẽo. Nếu ta thật sự cầm quyền, vậy ta muốn giết ai thì giết, chưa bao giờ e ngại cái nhìn của bất kỳ của ai, ngươi đã hiểu chưa? Tây phương đào thoáng biến sắc, cắn môi không đáp, đường lệ từ chậm chậm đứng lên, quay lưng về phía tây phương đào. Ta không đối phó với người như đối phó dư khớp phượng chẳng qua là vì không muốn kiếm hội trung nguyên chịu kích, hát thích dẫn đến sụp đổ tan rã, hao tổn thực lực phe bạch đạo. Nếu ta trở thành người đứng đầu kiếm hội trung nguyên, vậy việc đầu tiên ta làm để lập uy, chính là giết ngươi. Nói xong, y đột ngột cười khẽ một tiếng, gò má trắng ngần, quay hàm ửng đỏ đẹp đẽ vô cùng, sau đó cất bước yêu nhã lưỡng thưởng rời đi. Tây phương đào nhìn theo bóng lưng y, trong mắt lộ ra sát khí tối tăm đáng sợ. Bàn tay nàng nắm chặt dưới ống tay áo màu đào, đốt ngón tay kêu răng rắc, rồi bất ngờ phất áo xoay người, thở ra một hơi thật dài. Một lát sau, ngón tay thon dài của nàng bấu nhẹ lên cây cột của đỉnh trúc, chỉ hai tiếng tách tách khẽ khàng, mưu tính đã định xong. Tây phương đào dụ tấm áo bông màu tím, bên trong có một con chim nhỏ xíu màu xanh vàng vỗ đôi cánh tự do bay vút lên bầu trời. Một lúc lâu sau, đào cô nương có người đến gần, cất giọng lạnh nhạt. Thiền phong đường đang lúc dối ren, cô nên ở trong phòng, ít ra ngoài thì hơn. Nghe giọng người này thì chính là thành ôn bào. Từ ngày kiếm hội xuất hiện kẻ áo đen lượn lờ ban đêm, hắn tạm gác chuyện trở về sư môn, ở lại đây tăng cường thực lực cho kiếm hội. Tây phương đào quay lại, gương mặt hiện lên nét buồn bã. Thành đại hiệp, ta đang nghĩ, trên quãng đường ta đồng hành với thượng sư Phổ Châu, đã từng gặp vài nữ tử của phong lưu điếm, nghe các nàng thì thào bàn bạc, hình như có nhắc đến một nơi gọi là Phùng Nghi. Ta vẫn không để trong lòng, hôm nay chợt nhớ ra, đây hình như chính là nơi đặt danh y cốc của Giang Hồ, cho nên ta nghĩ. Những lão danh y đã thoái ẩn Giang Hồ nhiều năm, lẽ nào lại có vướng mắc gì với Phong Lưu Điếm? Hay mục tiêu tiếp theo của tàn dư Phong Lưu Điếm chính là danh y cốc cũng nên? Thành ôn bào ngẩn ra. Việc này, cô nương đã nói với Thiệu Tiên Sinh chưa? Tây Phương đào lắc đầu, dịu dàng than nhẹ. Khi ta nhớ ra thể hiệu tiên sinh đã lên đường đến thiếu lâm rồi, mà đường công tử y. Gò má nàng ửng đỏ, gương mặt thoáng hiện lên vẻ u oán. Ta nói gì y cũng không nghe, ta nghĩ, y bắt đầu chán ghét ta rồi. Thành ôn bào vô cùng kinh ngạc, cách đây không lâu hắn còn trông thấy hai người này ôm ôm ấp ấp, tình cảm thân mật, thế mà mới qua mấy ngày đã có chuyện rồi à. Rốt cuộc là Tây Phương Đào có dụng ý khác nên nói quá lên hay đường lệ từ đúng là quen thói phong lưu tán tỉnh người ta rồi lại bỏ rơi thấy tây phương đào ửng hồng hai má lộ rõ vẻ thẹn thùng thành ôn bào cũng không tiện nói nhiều trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn từ biệt mà đi nhưng trong lòng đã định sẽ lựa lúc rảnh rỗi đến phùng nghi một chuyến phùng nghi cách nơi này chẳng bao xa tuy lão già ở danh y cốc đã không còn xuất hiện trên giang hồ nhiều năm nhưng cũng nên nhắc nhở vài lời thấy thành ôn bào trầm ngâm rời đi tây phương đào cười nhạt tâm tình bỗng vui vẻ hơn phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn